hết nước luôn. Hết nước. Trời ơi, quay lên anh đấu giá cái góc mai trù này báo nữa nè. Hết Tết là hết mai. Em với có không, đó là tắm à, đứng máy luôn rồi Dũng. Nói chung Dũng không có chuyện lên sóng. Bà nội mày đứng máy tao luôn rồi. Nhà mày xấu quá đừng quay lên. Quan trọng là tắm mai, hiểu không? Mai được tắm chứ không phải là cây mai xấu hay cây mai đẹp. Sau Tết là đem ra tắm. Sau Tết anh chị mình tắm mai chưa?